mình từ mười côn thứ mấy ấy khi kita ở trong phải cho thì đừng trong mưa tịt mẹ nằm nằm nè nơi chết lâu á chị trong mưa tịt cơm nó tiếng thom thế đã bạt à which guy proved it like me too. Okay, bao cái sàn.
Hehehe.